lại với cả học viện ninja của Khánh em. Chiều nay thì mình sẽ review cho anh em cách lắp bí kíp của Kakashi. Thì chắc anh em đã nôn nóng từ rất lâu rồi, thì mình thấy khá là nhiều anh em đều comment và inbox cho mình là anh review về bí kíp của Kakashi đi. Nhưng hôm nay mình mới có cơ hội. Thực ra hôm nay mình định làm video về Taka cơ, nhưng mà thế mèo là mình lại bị lỗi cái video đó, nên là thôi lại xóa đi và làm lại. Mất công vơ color. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ làm luôn về bí kíp của Kakashi, và ngày mai mình sẽ làm về Taka cho anh em xem. Và mấy hôm nữa mình sẽ định có một điều đặc biệt mới để làm ở trên channel của Khánh em và làm về học viện ninja cho anh em xem nhé. Và hiện tại thì bây giờ kênh mình đang tụt sắc quá anh em ạ. Nếu anh em nào thấy ok thì mong anh em có thể chia sẻ cho bạn bè và kêu gọi anh em bạn bè vào like cho mình và sub cho mình với. Hiện tại vì thế anh em lại lười tương tác quá nhá. Mong anh em nào xem xong video này thấy hay thì cho mình một like. Tại vì mình rất là tụt like anh em ạ. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem bí kíp của Kakashi. Thì hôm nay thì mình mới cho lên được lục đạo của một em Naruto. Rồi ôi sức mạnh thì thôi rồi anh em ạ. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn Kakashi nhá. Rồi Kakashi đây. Rồi đây chính là bí kíp của Kakashi. Hiện tại thì có một quyển đang là ở cấp 1. Thì chúng ta dùng quyển gọi âm dương là quyển ở giữa này, thì chúng ta sẽ dùng quyển đó chính là quyển Ukami. Thì quyển này thì nó có sức mạnh đó chính là ảo thuật cấp cao và khiến kẻ địch mất giác, rồi khảm là miễn chắc là 11.2% miễn có vật lý. Ui dồi quá ngon luôn anh em ạ. Thì đây chính là quyển mình dùng để cho vào đâu ta, vào âm dương, và quyển này đang hiện tại đang cấp 6, quyển Kotoamatsukami. Thì đây chính là quyển của mình khi dùng âm dương, quyển lôi đó chính là quyển gì ta, quyển này chính là quyển Lase Critus. Quyển này là huyết kế giới hạn từ chakra thủy và lôi, thì công là 118, bạo là 3.9, bạo thủ là 169. Rồi ôi quá ngon luôn. Thì thủy thì chúng ta dùng quyển là Lase Critus cũng như thế thôi, và đọc cũng như thế thôi. Quyển tiếp có thể quyển này là quyển hỏa, rồi chúng ta sẽ cùng xem hỏa là quyển gì. Quyển này quyển Komu. Quyển Komu thì thủ là 169 công, thì 213 hết cái giới hạn là từ chất ra thủy và hỏa, quá ngon luôn. Thì thổ thì chúng ta sẽ dùng quyển gì, quyển là Mokuton và Gujitsu. Thì quyển này chính là hết cái giới hạn từ chất ra thủy và thổ, nói chung là nó giống nhau thôi. Thì đây chính là quyển cuối cùng, quyển phong. Thì quyển phong thì chắc là ôi người ta lại lát bùa meo lên thật, lại bị thằng ăn xin nào ra nó ăn trộm mạng rồi. Thì quyển này là cấp 1, thì quyển này mình dùng quyển là Makio Hyu Ushu gì đây. Quyển này thì hết cái giới hạn từ chắc là thủy và phong, thì thủ là 45 công, thì 60 thì mình chưa nâng cấp. Đó chính là tất cả sơ lược về bí kíp của em Kakashi hiện tại mình đang dùng. Còn nói về sức mạnh thì thôi rồi, lượt ơi lượt mà thì hơn cả Letty anh em ạ. Thì chúng ta sẽ cùng vào với cốt truyện của em ý nhá. Vào với cốt truyện thì chúng ta sẽ đi thử anh hùng, đi với chương 10 12 ải cuối cùng anh hùng. Chúng ta sẽ thử xem thì đây chúng ta sẽ cho em Tsunade, em Kakashi và một em Da và một em Phép nữa là em Mia. Chúng ta sẽ thử đi với cả chương này xem có đi được không ta. Thì nói chung là mẹ mày nói chung là anh em mình phải gọi là chất chơi, phải gọi là như kiểu mấy cái thằng bán lợn ở ngoài đường ấy. Thì hiện tại thì trong em Kakashi trông khá là giống trộm chó anh em ạ. Quả tóc bạc, cái ông rồng rất là giống trẻ trâu trộm chó. Rồi thì mình đang đi anh hùng 13, thế nên là nó cũng hơi khó một chút, nói chung là vẫn đi được ok luôn. Thì anh em bị ăn hành nhưng mà yên tâm là có Tsunade vững chãi đứng ngay trên đầu thì thôi không phải sợ chết đói rồi. Thôi chết chào luôn, đùa đây gọi là khinh thường người quá đáng. Thôi thì chúng ta sẽ đi từ ải 1 nhá. Thì chúng ta sẽ đi từ ải 1 cho anh em xem luôn, xem này có càn quét được không. Rồi thì bí kíp của em này thì có thể càn quét được luôn này. Thế chắc là sẽ càn quét được luôn phó bản này anh em ạ. Nói chung là rất là dễ dàng, một đấm phát chết luôn này. Một đấm phát chết luôn đấy, đó một đấm phát chết luôn nhá. Rất là đơn giản, đôi khi thả con chó ra nó cắn cho bị bệnh dại rồi vào viện luôn. Gặp luôn trên nền dí ngay hai cái đầu ti vào mồm thôi chết luôn. Rồi nói chung là bọn này không đủ tuổi ăn mình luôn. Cứ lấy cái một này. Chương một này nói chung là mình không cần phải đi qua. Rồi nói chung là anh em biết rồi đấy, chắc chắn là thắng rồi. Không cần phải đi qua, càn quét là cái chắc rồi. Rồi anh hùng nhá. Thì mình nghĩ là nó sẽ càn quét được chương 5 là ok, chương 6 là ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ chương 6 nhá. Thì tất là 5 cái chương đầu kia chắc chắn là mình sẽ đi qua rồi. Thì mình sẽ đi luôn để đỡ phải mất thời gian của anh em. Thì ok thì em xưa đây đứng đầu thì nói chung là trụ cột của gia đình nhá. Mấy cái đứa là sau như Tezumi Mia thì chỉ nhận gọi là phun tê lửa, chính là tinh trùng nhãn thạch, và Kakashi thì đứng đằng sau là chỉ có việc gọi là thả chó là cắn thôi, và hút vào trong cái mắt nhá. Mình cũng béo hiểu rồi, hút là cái gì. Và em Tezumi Mia mỗi khi em ấy nhả ra tinh trùng lửa, tinh trùng nhãn thạch thì ok là một loạt đằng sau chết tất đấy anh em đấy. Ôi không biết mày hay thế, em hay thế. Và em Kakashi thì khá là ok rồi, tuy em hơi trẻ trâu một chút thôi nhưng mà vẫn gọi là sức mạnh phi thường, là được lắp mấy cái bí kíp gọi là mắt ngon rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua để trên mục livestream một chút. Thì hiện tại kênh mình đang không livestream được, thì mình đã lập sang một kênh mới để chuyên livestream anh em nghe nhá. Thì chuyên livestream nhá, live học viện ninja, liên quân, liên minh và các cái game có thể livestream được. Thì nếu anh em nào thích mình livestream thì anh em có thể sang kênh Khánh Én stream của mình để xem mình livestream, và kênh đấy mình sẽ để link ở dưới phần comment để anh em sang sắt, và khi nào mình livestream mình sẽ thông báo anh em ở trên channel chính thức của mình là kênh Khánh Én này, để lúc nào mình livestream thì mong em sẽ lên giao lưu và ủng hộ mình. Ok thì chúng ta qua ải 6 rất là dễ dàng rồi, ải 7 nhá. Ải 7 thì yên tâm đi, kéo ải 7 thì yên tâm đi, kéo ải 6 qua được là chắc chắn qua được ải 7. Thằng Zetsu này, anh em đi đây là chó cắn này, kéo
mắng chó cắn, chó cắn không đau bằng đứng sau đít đàn bà. Hiện tại thì Kakashi đang rất là bị đau răng vì đứng ở sau đít của Fiona, thế là ông ấy rất là bị đau đít. Rồi ok rồi, tôi thấy đây gọi là không có gì thoải mái bằng đứng đái đàng hoàng. Hiện tại thì ông ấy đang đứng ở một cái chỗ mà không có cái chỗ nào có thể lao lý hơn là kẹp vip. Thì kẹp ở giữa một đằng trên thì quả 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 nếu gọi là to như cha bá, đằng sau thì có quả bếu mà lại cũng to phết ta. Đâu bếu là miền Mia cũng to phết, không không phải lỗi mỗi tội FA. Thì hiện tại thì Mia và Kakashi thì đều là chủng tộc bị cụt mắt, thì Mia cũng một mắt và Kakashi cũng một mắt, hai thằng đều một mắt. Đó bên trong rất là cụt gầu đấy anh em, điều rất là kỳ lạ ở trong cái game này, đó chính là có thể là em Da Xe Xe cũng bị cụt mắt. Cái ba thằng hiện đại đến sơ sơ là có ba người bị cụt mắt rồi anh em ạ. Rất là nhiều thứ khá là đáng xem, rất là nhiều bí ẩn. Rồi thì chúng ta đến lượt ải 8 nhá. Ải 8 thì chắc chắn qua được rồi. Ải 7 qua được thì chắc chắn là phải qua được ải 8. Nói chung là anh em yên tâm đi. Mình vừa lấy ải 13 là ải 13 anh hùng này, mình chưa chuẩn bị tinh thần thôi. Tuy nhiên chuẩn bị tinh thần thì bọn này vào viện bị chó dại Kakashi cắn chết hết. Rồi anh em yên tâm đi. Thì mình rất là muốn kiểu làm thêm về nhiều video mới, về các ý tưởng mới để cho anh em xem. Thì hiện tại thì mình có làm video về bình luận về em về bạn Long Bay Sby và thử thách cấm cười, thì mình mới làm được hai video. Thì video Long Bay Sby thì có vẻ mình đã đăng rồi, vừa đăng hôm qua xong. Thì nếu anh em nào mà chưa biết thì anh em có thể lên channel của mình để xem video mình mới làm hôm qua xong ấy, rất là nóng hổi luôn, như kiểu cất nó vừa mới ra ấy. Đấy, thế nên là anh em nào chưa xem thì mong em có thể lên ủng hộ mình. Nếu mà thấy hay thì anh em cho mình một like nhá. Ok thì video đó thì hiện tại đang chưa được nhiều người chú ý, thì mình mới làm mà mình phải làm nhiều cơ, bình luận nhiều cơ thì bắt đầu là mọi người mới chú ý đến kênh của mình. Thì mong em sẽ xem xong video thì cho mình một share nếu hay nữa nhá. Rồi mọi nói mỏi hết cả mồm anh em ạ, mỏi hết cả mồm. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chuyên mục thời tiết một chút. Thì hiện tại mình đang là phóng viên đài, phóng viên thường trú tại nhà của Khánh Én. Thì thời tiết Hà Nội ngày hôm nay thì nó rất là âm u. Trời Hà Nội thì đang sắp có mưa và khoảng tầm 35 đến 36 độ C. Đến tối thì nóng thụt cả cứt ra. Thì hôm qua mình mới ỉa xong thì lúc bị ỉa thì thôi mồ hôi cứ gọi là tuôn trào. Thì nó ỉa không được mượt mà như mọi khi bơm lách pin vào trong lỗ đít. Nói chung là không được hay cho lắm. Nhưng mà nói chung là mình phải nói cho anh em biết là Hà Nội hiện tại đang nóng thụt cả cứt. Đấy, rất là nóng luôn. Rồi lại lông chim, cả một đống lông chim vào mồm. Ui trời ơi, nguyên cả một bả lông chim vào mồm, chết luôn. Đấy anh em thấy không, em rất là đơn giản, đi càn quét luôn, lắp vài đi kíp với em Kakashi phát là càn quét luôn. Càn quét con nhà bà quét luôn. Kakashi, ui giời, chưa cần Kakashi ra tay phát em kia chết luôn rồi. Thì chúng ta đã đến chúng ta đã xong được ải 9 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ải 10. Ải 10. Ải 10 anh hùng, ải 10 anh hùng. Ải 9 chúng ta vừa đi qua xong rồi. Ải 10 á. Ok, chúng ta sẽ đến đây ải 10 luôn, chúng ta nhảy cóc một chút. Không thì video nó lại dài quá, dài quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ải 10. Thì chắc chắn là em này em sẽ càn quét được mấy cái phó bản này rồi. Nói chung là mình đoán trước được sự việc sẽ xảy ra rồi. Thì có Tsunade đứng đằng trước là mình thấy hậu duệ mặt đít rồi. Thì riêng em Kakashi riêng đứng đằng sau đít của Tsunade thì an toàn vô đối, vô đối luôn. Thì em Tsunade thì hồi máu, nói chung là mỗi khi em Kakashi chuẩn bị có nguy cơ chết phát là yên tâm là quyên cả một mảng máu vào mồm. Nói chung là không thể chết đâu. Lúc sau đít của Tsunade là rất ấm áp và an toàn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Thì em hiện tại em Kizimazu đang ăn choáng rồi, hết choáng rồi. Ố vẫn không chết kìa, ôi lạc. Nhiều quá ta. Rồi thì chúng ta đã đến tầng 2 của ải 9. Thì nói chung là mình rất là thấy rất là buồn cười, đó chính là ôi mọi người sống lại kìa, máy phí hôm nay bị vệ ảo ma Kanada sinh ra như một vị thần, chết đi như một thằng đần. Đã sinh ra nó rồi lại còn sinh ra cái bọn thôi, con này bị lỡ rồi. Thì nói chung là bọn này không thể ăn được mình, mình đã đoán trước được sự việc rồi, không thể ăn được, chứ không phải là lại chuyện đùa. Thì nói chung là chắc các thứ là không thể ăn được. Chúng ta đã xong luôn ải 9 rồi, đi nó khá chật vật chút thôi. Thì nói chung là đi thì ok hết. Đấy em biết một lần chi rô di phát là chết luôn một em. Thì tuy là hơi yếu chút rồi, lại luyên lông chim vào mồm rồi. Hồi máu lạc rồi anh em thấy không? Lại một mả máu vào mồm luôn. Nói chung là bọn nó không đủ tuổi luôn, tuổi tí luôn. Bây giờ dùng bia bắn chiêu. Thì bây giờ mình sẽ kể cho anh em về một số chuyện, đó chính là học viện Linh Gia. Thì game này thì hiện tại chắc là đang rất là nhiều anh em không chơi nữa, bỏ game rồi. Thì mình thấy dạo này view nó xuống giảm rất là nhiều. Thì chắc là do game chán hay gì đấy, anh em đã bỏ game và kiểu không xem nữa ấy. Thì đúng rồi, bỏ game thì anh em sẽ không xem nữa. Thì nói chung là hiện tại thì mình đang muốn chuyển sang rất là nhiều game mới để làm. Thì mong anh em sẽ ủng hộ luôn fan học viện Linh Gia và sang chơi với mình luôn. Thì do anh em bỏ nhiều quá anh em ạ, bỏ lũ lượt luôn. Mình làm học viện Ninja cách đây 6 tháng là người đầu tiên làm về học viện Ninja ở server lần thứ 2. Thì trước khi mình làm thì một năm trước thì game này đã được phát hành rồi, nhưng mà do bị trêu bản quyền ấy nên là xóa đi. Và đến năm nay lại ra công bố anh em chơi tiếp. Thế nên là mình đã làm từ cái đợt đấy rồi, làm từ đợt ra đầu tiên của lần 2 này rồi. Thế nên là anh em nào mà kiểu thắc mắc là tại sao đội hình khỏe thế này thì do mình đi mượn. Thì mình cũng không biết cần.
cây mà, thì ông Hảo cho mình mượn đó. À, thì nếu anh em nào mới xem channel của mình thì mình sơ lược cho anh em biết đó là điều đầu tiên. Thì video của mình thì mình làm được gần 100 video về học viện ninja rồi đấy, nó rất là nhiều rồi. 100 thì mình trừ đi khoảng 40 video thì đạt được khoảng 60 video rồi đấy. Đó, còn 60 video nữa thôi là chúng ta đủ 100 video về học viện ninja. Ơi bây giờ thì chúng ta ơi ấn đẻ ông thu đùa đẹp đấy, rất đẹp là cây hồi máu rồi thì nó lấy gì mà bú đây. Ơi xong ôi nhạt béo quá, éo nhạt béo quá. Ôi xong chưa anh em thấy không, anh em thấy không, đi mượn mà rất là mượn mà luôn, đi đơn giản đến nay anh em cứ bảo là đi này khó khăn, đi ba thằng này là cảm giác là nó mượn mà như kiểu leptin rồi. Mỗi lần mà anh em nếu mà thấy cảm giác mà đi có bản mà không thấy mượt không lâu ấy thì anh em có thể đổ leptin vào màn hình là đi trông rất là mượt luôn, cảm giác vậy mượt thì thôi từng cm. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tầng 3 của 10. Tại 10 thì chúng ta sẽ bắn chiêu này ra. Đấy á, anh em đã chuẩn bị chết tất rồi. Chúng nó chuẩn bị chết tất rồi. Thôi nó cho vào cái vòng kia. Thôi xong rồi, ôi dồi ôi, combo bật auto lên để thằng kia là hồi máu. Sống dậy phát là hồi máu luôn em ơi. Ôi dồi ôi, xong hồi máu mày thế. Cái nát của Mia không thì Kakashi tạch từ lâu rồi. Ôi dồi ôi, nguyên cả cái sấm sét vào mồm. Đau thế, yếp đau thế, yếp. Ôi dồi ôi, đặc sợ thế. Ôi giời ơi, thật là kinh quá đi à. Thì tình bạn đang dùng cả hì đàn đang chém vào người Sư Lan Nề. Sư Lan Nề bị mất một máu không hề suy nhê. Và cuối cùng Sư Lan Nề đã cười một tiếng cười thật là man thở. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến này 11 nào. Ôi giời ơi, mạng lá. Ôi giời ơi, anh em hải 12 nào. Chúng ta thấy ốc 3 người càn quét luôn chương. Càn quét luôn anh hùng. Anh em thấy ốc 3 người càn quét anh hùng luôn. Có bạn anh hùng nói chung bây giờ là rất là dễ rồi. Thế nếu mà admin của học viện ninja mà nhìn thấy mình làm video thì mong anh admin có thể tạo thêm vài phó bản nữa để mình đi. Chứ bây giờ hiện tại là học viện ninja rất là chán luôn, thì đi full hết rồi. Nhân vật mới thì không có. Ôi giời chết cha. Nhân vật mới thì không có. Lục đạo cộng một mấy con kia thì không cập nhật. Thế là cuối cùng bây giờ anh em bỏ hết rồi này, không có anh em nào chơi học viện ninja nữa vì nói chung game nó chán lắm rồi ấy. Thế nên nếu mà anh admin mà có thể mà biết nghe nói được cái lỗi lầm của mình ấy thì mong anh admin có thể sửa lại và cập nhật thêm vài cái phần mềm mới và trò mới để cho anh em có thể giao lưu chơi hơn. Thì hiện tại thì mình theo mình đoán là người mà trung thành nhất của cái học viện ninja này mình đã thấy chán lắm rồi. Thì anh em bỏ mình, buồn lắm, bỏ mình buồn lắm. Thì nói chung là video thì đúng là mình thấy chán lại vì là kiểu không có gì đặc sắc, không có gì cập nhật mới. Thế này là nó vẫn thế từ lúc chơi mới chơi đến bây giờ nó vẫn thế, nên là nó chán kinh khủng ấy. Thế là anh em admin mà nghe được thì mong anh cập nhật. Thế thôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi lốt đủ 12 14 cái phó bản cho anh em xem. Vừa trong tạch nhưng mà bây giờ chúng ta không chuỗi nữa. Vừa chúng ta tạch rồi nhưng mà chưa chắc là tạch một lần là tạch mãi được. Không thể tạch mãi được luôn. Thế đó, combo của mình thì nó thôi rồi lỡ ơi luôn. Một lần combo lại yên tâm là cả một đội hình đằng sau đít là chết tắt. Rồi xong, còn mất một thằng đứng đầu tiên. Hiện tại thì đang là mấy giờ ta? Hiện tại đang là 3 giờ rồi. Và vừa nãy mình làm một video về Taka rồi, lỗi, đèn thế. Lỗi thế là cuối cùng mình lại phải làm lại video để bí kíp cho anh em xem ấy. Thì mình sẽ ra rất là nhiều video về bí kíp, thế nên là anh em nào mà thích làm video về bí kíp thì mong anh em chưa sub thì cho mình một subscriber để mình có thể tăng được cái lượt sub của mình. Hiện tại ước mơ của mình trong năm nay là lên được 5.000 sub, mình phải nói đi nói lại để cho anh em nghe và cho anh em cố gắng giúp mình lên được 5.000 sub sớm nhất có thể. Thì mình được 3.500 rồi, còn 1.500 sub nữa thôi, 1.500 nữa thôi là chúng ta đủ mục tiêu của năm nay. Thế là mong em sẽ giúp đỡ mình nhá. Đó là cái mà rất là quan trọng rồi. Người mà anh em gọi là tin tưởng nhất thì là anh em ủng hộ là rất là sướng rồi. Nghĩa vật lý mà sao chúng mày cứ nốc nguyên mấy cái vật lý ở mồm nó thế ta. Bây giờ mày tung ra mấy cái chiêu như kiểu là chó cắn hay là nham thạch tinh trùng lửa thì là nó chết ngay thôi. Thế mày còn hút nó vào, thằng Kakashi mất dạy này. Hút nó vào được cái thể thông thông rách mẹ đi. Hút nó vào tốn bao nhiêu thời gian. Và bây giờ chỉ còn Mia thôi. Bây giờ phải chờ Mia có cái ulti anh em ạ. Có cái skill cuối. Skill cuối thì mới có thể mày giúp ích được cho xã hội. Thì cái skill tôi lại hút này. Skill cuối là cái skill gọi là tôi lại hút. Skill cuối là mấy cái sục anh em đấy, như mình có review Mia rồi, mình nói là nó là sục từ đít lên ấy, sục từ đít lên mồm em cứ là loài phải phòi lên mồm ấy. Đấy mà chơi nham thạch cho cái thắng rồi, chúng ta đã qua được đấy, rất là oai hùng nhá, rất là oai hùng luôn. Ôi giời à, mệt thế em, mệt thế. Rồi chúng ta vừa qua được ải bao nhiêu rồi, chúng ta vừa pha có vẻ luôn là 14 anh em ạ. Vừa đây chúng ta không qua là 12 thì là nó bị reset là 14 rồi, thì coi như là ải 14 chúng ta đã thắng được. Và bây giờ chúng ta còn ải 12 và ải 13. Đơn giản thôi, mấy cái bọn này đơn giản thôi, vài đường các bạn ơi, áo tải 14 mà qua được với hải 13. Thì chúng nó đánh mình không suy nghe. Nhầm, hơi suy nghe đấy, bắt đầu hơi suy nghe đấy. Bắt đầu mình cảm thấy nó đau chim dần dần rồi đấy. Ui dồi ôi, chúng mày chết tất cả chưa, rũ rượi rồi. Bọn nó rũ rượi rồi anh em ơi, hay lắm hay lắm. Ui dồi ôi, chúng nó rũ rượi rồi, chết rồi. Ui dồi ôi, chim ma du, choáng luôn, ôi dồi, choáng luôn. Đừng có hút em ơi, đừng có hút em ơi, rồi ok, xong rồi. Thì vừa nãy là mình nguyên ải 1 luôn. Vừa mới vào ải 1 phát đã bị chúng nó cho mắc hành rồi, hai thằng đằng sau chết luôn rồi. Nhưng mà đến ải này có vẻ chúng ta sẽ hên hơn. Thế là không chết được. Có em Mia, nhầm của em chưa nên đứng trước rồi. To như cái cột đình này nó sừng sững rồi. Đó thì chúng ta có thể bú máu. Rồi ok. Ôi trời ơi, ok hết rồi. Ôi trời đau họng. Video với anh em là mình cứ phải gọi là dùng hết cả cái sức lực của mình lên để có thể nói cho anh em nghe. Mà không biết anh em có lấu được không, anh em có thấu được cái lỗi lòng của mình không.
và mình đã cố gắng gọi là hết sức để có thể cống hiến cho anh em một video hay hết sức có thể rồi. Thế là anh em thấy video mà có thể hay được cái thì anh em like luôn cho mình, like và share, đấy là hai cái quan trọng nhất đấy không? Sắc nó cũng quan trọng nhưng mà hai cái đấy là cái đầu mối để có thể anh em tiếp cận được với cái kênh của mình ý. Rồi bây giờ đây hải quế rồi, chúng ta phải tung sờ kêu để càn quét, để tàn càn quét mấy cái thằng sau đít. Thì Madara vừa phun lửa đít ra rồi nhưng mà mình có hồi máu mà phải xoắn đấy không? Sư Zết Sư là một trong những tướng mà chuyên gia cho chúng nó đít nhờ. Rồi ok thắng rồi, bây giờ còn mỗi là 13 thôi là chúng ta có thể kết thúc video rồi. Thôi càn quét luôn thường à, càn quét luôn anh hùng này, mình không cần phải review giống như một phát là dùng một chết tắt luôn. Rồi bây giờ đến ải 13 à, nhầm lên 14 rồi, ải cuối cùng của ngày hôm nay là ngày cái ải mà mình sẽ review cuối cùng. Rồi thì chúng ta cùng đến với ải 13 anh hùng cuối cùng, vì chúng ta sẽ càn quét như thế nào đây. Ôi giời ơi, ui rồi bọn dài nó lên kia nó hồng gồng đường hồng, cái tia chớp lên là mình cảm giác là run sợ rồi đấy. Ải này dài nó kia rất là trâu chó anh ạ, ải này dài nó kia cực kỳ trâu luôn, thế nên là có cơ hội giết dài nó kia mình phải giết nó luôn nếu không là chết luôn đấy. Ấy ra cái rất là kinh khủng. À, một cái combo phát là chết luôn. À, lần này mình phải giết luôn. Ôi rồi ra nghe, ôi rồi giết ra nghe đi không mà chết luôn đấy. Ôi rồi sao mày lại hút nó vào mày đang đấy lúc mày gọi là cái lúc thúc khúc cao trào. Mày lại làm cho nó lại có cơ hội thoát khỏi cái chết. Rồi ok nó chết rồi. Shit chết. Đó là bọn này nó dùng anti phát là đập một phát là thôi chết luôn. Vẫn còn ải nữa anh em ơi. Ôi giời ơi, vẫn còn ải nữa. Mà cha nhà nó. Ôi trời ơi là rồi, ôi là rồi, ôi là rồi ơi. Sao mà nó lâu chết vậy ta? Ôi hồi máu nhanh, ôi trời ơi nhanh không chết. Nó đuổi đến đít rồi kia. Ôi trời ơi, nó vẫn còn cả một mảng máu. Ôi trời ơi, quả này thôi tạch rồi. Mày quá. Ôi trời chết rồi. Ok, hay lắm anh em ơi. Ôi trời quá tuyệt. Quả này mẹ hên, đúng hên luôn. Kiểu thịt chó là phải có mắm tôm ý. Giờ đang ăn thịt chó thì em lại thiếu mắm tôm, mẹ nguyên cái mảng mắm tôm rồi mồm ngon thế. Thế đúng kiểu hên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại sục tiếp. Sục đêm ơi. Ôi sao mày lại sục được hàng đít thế mày? Mày phải sục cái thằng trên đầu ấy kìa, cái thằng lại kia kìa, không là mày tạch chuỗi bây giờ. Tôi ăn choáng rồi, ôi xui lên đây, đã ăn choáng rồi anh em ơi. Ôi hút rồi, ok ngon lắm, ngon sớt. Rồi bây giờ chúng ta chỉ có việc gọi là càn quét thôi, chết. Ôi máy thế, vẫn chưa chết, ôi rồi ôi nó cũng hồi máu thế này thì vỡ mồm vỡ mộng rồi. Lại còn có thêm cả em xui lên đây team bạn nữa, ôi rồi hai thằng xui này thôi chết luôn. Chết Galaxy rồi, thấy cho anh em được không? Anh em thấy lại sức mạnh của thằng Zygarde chưa? Ấy vừa mới nói xong chết bà luôn, ôi rồi lại bổ đến phát nữa, ôi rồi, thế là không trụ nổi rồi. Anh em sục, chết được một thằng người biết rồi. Ok, chết được một thằng nữa rồi. Ôi rồi chết luôn. Ôi không biết sư ra đây có trụ được không. Ôi sư ra đây ơi, em cố lên em ơi. Còn vài giây nữa thôi, em có thể hồi máu rồi. Em có thể quy tiên an toàn rồi. Hồi máu rồi. Ôi sao choáng rồi. Ôi tuyệt vời. Tuyệt con đẹp bằng vời. Ôi rồi lật kèo một cách mẹ quá hề đáng rồi em ơi. Lật kèo một quả mẹ mày phiêu linh lót em phiêu linh bờ du. Ôi rồi ôi tưởng quả đấy ông sư ra đây ông ấy tạch rồi, em mà ông không tạch được. Mày thế, trước khi đấy ông ấy đập đá ở quân lôn em ạ. Thế là chúng nó choáng chúng nó tạch luôn. Ôi không những không chết mà ông ấy lại còn được hồi máu thêm lần nữa này. Đùa mẹ đen. Thôi thì chắc chắn là sẽ qua được ải này rồi nếu anh em có thể đánh được lần thứ hai. Thì chắc chắn là qua được thôi. Thì video dài rồi, cảm ơn anh em đã xem xong video. Câu kết lần này thì mình sẽ, trước khi kêu kết thì mình có khẳng định là đó chính là bí kíp của Kakashi. Và nếu anh em nào thích dùng Kakashi thì mình khuyên thật là nên dùng. Thì Kakashi rất là trâu ở tầm khoảng mà lúc anh em mà đang tầm KG+2, KG+3 anh em nên dùng. Rồi thì bây giờ bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like. Nhớ nhá, một like và một share, chính là chia sẻ video, và một subscribe. Bởi vì đó phần